Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng truyện Ma Tâm Linh đêm khuya lúc 21 giờ mỗi ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi và thưởng thức bộ truyện, một tập truyện ma dân gian xưa của tác giả Thanh Hùng, Lời Nguyền Tuyệt Tự. Cách viết của Thanh Hùng thì đánh mạnh vào những câu chuyện ma dân gian, chuyện ma làng quê rất là hay. Quý thính giả nào nếu như yêu thích văn phong, văn chương, cách viết truyện của tác giả, hãy luôn ủng hộ tiếp thêm động lực cho Thanh Hùng bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy nhé. Và xin thông báo nhỏ là vào thời gian gần đây thì Huy có phát sóng thêm một bộ truyện Ma Tâm Linh, nhưng mà một bộ truyện thiên hướng về những cái lời thuyết giảng rất là hay trong Phật giáo, có tựa đề là Lời Nguyện U Ẩn. Truyện được phát sóng vào buổi trưa mỗi ngày ở trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy, kênh Nguyễn Huy. Mọi người nếu như ai chưa biết kênh đó thì hãy search bộ truyện có tên là Lời Nguyện U Ẩn để mà của tác giả Tịnh Thủy để mà chúng ta theo dõi nhé. Hiện tại thì đã phát sóng tới phần thứ 5, video thứ 5 rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng theo dõi truyện ma dân gian Lời Nguyện Tuyệt Tự, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tại rìa ngoài cùng của trấn Lâm Hoa, nơi đây dân cư đa số là những người dân nghèo khó, bị người giàu xa lánh. Ban đầu họ cũng là dân sống trong thị trấn, nhưng dần dần bị dạt ra phía ngoài rìa của trấn Lâm Hoa làm lụng sinh sống. Ở đây người dân sống với nhau bằng rất nhiều nghề, lao động tay chân, lao động thể xác. Ai mướn cái gì họ làm đó, cốt để kiếm được cái ăn nhét vô trong miệng. Người ta gọi đám dân ngoài đó bằng cái tên rất chi là thâm độc, sớm đối. Giống như cái tên của nó, chỉ cách nhau bởi con kênh nước và giống như hai thế giới vậy. Người giàu trong trấn Lâm Hoa dần dần xa lánh cái đám dân đối ngoài trấn, rồi bắt đầu đào kinh ngăn cách họ ra và xây tường bao quanh, phân chia trấn nội và trấn ngoại. Trấn ngoại chính là cái sớm đối, còn trấn nội họ vẫn gọi là trấn Lâm Hoa. Họ coi những người nghèo nơi xóm đối là một nỗi cơ cực, nỗi nhục của trấn Lâm Hoa. Mà phải nói trong trấn Lâm Hoa có cái độc đáo, đó chính là cả trấn chỉ có mỗi một dòng họ duy nhất sinh sống, chính là dòng họ Trần. Những người họ khác đều bị họ Trần đào thải, chèn ép cho tới khi tán gia bại sản, chuyển đi nơi khác thì thôi, hoặc là phải dời ra ngoài xóm đối để ở. Có nhiều người còn tự dẫn vì quá phẫn uất, nhưng không thể lay chuyển được càn khôn vì dòng họ Trần trong trấn Lâm Hoa quá đông và thế lực quá mạnh. Tại cái xóm đối này thì ai cũng biết nhau. Đàn ông thì ban ngày đi lên ngọn núi cách đó vài dặm để chặt củi về đổi gạo và thức ăn sống tạm bợ qua ngày, đoạn tháng. Đàn bà thì tay mềm chân yếu, làm những việc lặt vặt trong nhà như nội trợ, nấu nướng, trồng trọt. Nơi cái xóm đối này thiếu nhất chính là tiền và đất ở, vì đất nơi này quá cứng và khô cằn cho nên không thể canh tác được nhiều. Ngược lại, bên trong nội trấn Lâm Hoa thì đất đai phì nhiêu màu mỡ, thế cho nên nhiều người đối chọn cách vào trong trấn Lâm Hoa lao động tay chân cho người giàu ở trong đó. Cũng có những người chọn cái nghề bần cùng mạt lộ của xã hội bây giờ, nhưng lại là cái nghề hái ra tiền, đó chính là buôn hương bán phấn. Cũng chẳng mấy ai chọn cách bán trẻ cả bản thân mình như vậy, nhưng hồng nhan lại gắn liền với bạc phận. Sau khi trải qua nhiều biến cố không mong muốn, nhiều người chọn cách giày vò bản thân để quên đi sự đời. Đêm nay, trên con đường độc đạo mà người trong trấn Lâm Hoa làm ra cho người xóm đối đi vào trong trấn, có một người phụ nữ đang thất thiểu chân ngắn chân cao, vừa đi vừa chửi thề. Mẹ nó, tiền sư cái thằng cha Trần Thất hành hạ bà ra bả như thế này á, mà cho có được vài đồng, đúng là cái thứ vô ơn. Bà hầu hạ cho như vậy mà. Người phụ nữ vừa lê chân đi ở ngoài cổng trấn, đi về phía xóm đối, trên tay xách theo một cái bánh nước mùi thơm phức. Cô ta gần ra tới ngoài cổng của trấn nội thì nghe thấy tiếng người nói với theo, kèm theo tiếng lè nhẹ. Em yêu, sau này về sớm vậy?
quay lại chơi với anh cái đã. Tiếng của một gã đàn ông lè nhẹ say rượu đang đứng bên góc của một căn nhà mà kêu lên. Người phụ nữ kia tên là Diễm. Cô ấy năm nay chỉ mới 25-26. Nghề nghiệp chọn chính là buôn hương bán phấn, bán thân cho mấy kẻ ham của lạ trong trấn. Tuy trong trấn chỉ có tầm 300-400 nhân khẩu, ai cũng biết Diễm làm nghề gì. Nhiều người phụ nữ cấm chồng bước ra khỏi cửa vào ban đêm vì họ sợ chồng mình đi tồm tèm. Nhưng có những ông không tránh khỏi được cảm giác thèm của lạ, cho nên nhiều người vẫn hay bỏ tiền ra mua vui. Thế cho nên Diễm vẫn có tiền để sinh hoạt nơi xóm đối, có khi còn nhỉnh hơn những người khác, sống thoải mái hơn những người khác trong xóm. Nghe tiếng gọi của người đàn ông kia, Diễm quay qua nhiều nhiều con mắt mãi mới nhìn ra là Trần Tử, lão già dê ở trong trấn Lâm Hoa. Nói đến lão Trần Tử già dê này thì năm nay lão hơn 50 rồi, nhưng vẫn độc thân. Tú vui của lão chính là mua vui trên thân xác của những người như Diễm. Có nhiều người hỏi vì sao lão không lấy vợ, thì lão trả lời rằng mỗi đêm ngủ với một cô sướng hơn cả đời nằm với một bà vợ. Diễm đi đến với mái hiên căn nhà của lão Trần Tử, nói với giọng ưỡn ẹo. Tưởng ai, quá ra là đại gia Trần. Ôi, mấy hôm nay làm gì mà quên Diễm em vậy? Có phải là đi với con mụ Linh lẹo á ngoài làng không? Còn lẹo đó có gì hơn em đâu chứ. Trần Tử cười khì, rồi túm lấy cái tay trơn bóng của Diễm đưa lên miệng hôn, đánh chuột một cái. Đâu đâu, làm gì có chuyện đó. Anh đây chỉ có mình Diễm mới lọt vào mắt thôi. Cái con Linh lẹo đó vừa xấu vừa mập, ui lại vừa tham ăn nữa, ai thèm. Anh đây chỉ thèm em thôi. Diễm nghe xong thì ứ hự lên mấy cái mà nói. Gớm không, sao hôm nay muộn rồi mới gọi em vậy? Có phải mới làm gì với con nào không? Trần Tử lần này kéo Diễm vào sát người, cánh tay không ngừng di động ở trên bầu ngực của cô ta, rồi nói ra mấy lời mật ngọt. Ai, làm gì có ai. Không tin em vô nhà anh kiểm tra coi. Vô đây. Bữa nay anh cũng phải kiểm tra coi mấy hôm rồi nó có hư chỗ nào không. Diễm đẩy nhẹ lão Trần, cho hai người dìu dắt nhau vào trong nhà. Cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn vang ra những tiếng thở gấp rút kèm theo tiếng cười sảng khoái của lão Trần. Không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa nhà lão cũng mở ra. Diễm nhanh chóng bước ra với bộ dáng loạn choạng, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhó. Vừa đi á vừa chửi. Mẹ nó đúng là keo kiệt mà. Hành hạ bà đây như vậy á mà cho có 3 đồng vậy thôi. Lần sau đừng để bà gặp, bà đổi gấp đôi. Rồi cô ta hậm hực bước đi khập khiễng, mệt nhọc. Trên tay vẫn còn cầm cái bánh nướng, nhưng bây giờ đã nguội lạnh. Và một bên tay xách theo một cái đùi gà luộc lấy từ nhà của lão Trần. Đi qua cái cầu tạm bằng tre, bắt từ bên xóm đối để vào trong trấn Lâm Hoa. Diễm thất thểu đi thêm một lúc nữa, qua những căn nhà lụp xụp khác nhau trong trấn nội. Ngoài xóm đối chỉ có vài cái nhà trách nát, nhìn chẳng thể nào ra hồn là một căn nhà trọn vẹn cả. Diễm cứ lê chân đi mãi, đến gần xóm đối thì rẽ vào trong một căn nhà lụp xụp. Hay nói đúng hơn là một căn chọi, mái lợp bằng lá, tường làm bằng đất sét. Có vài chỗ đã bị lủng lỗ to, vừa đủ để một đứa bé chui ra chui vô. Đi đến cánh cửa căn nhà này, Diễm khẽ đẩy nhẹ một cái. Tuy vậy, cái tiếng của cánh cửa mục nát cứ vang lên kẹo kẹt, cho dù Diễm đã cố gắng mở nhẹ nhàng hết cỡ. Bên trong nhà có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. À, mẹ về rồi. Sao bữa nay mẹ về trễ vậy? Con đói quá à, mẹ có mua gì cho con ăn không? Tiếng đứa bé vang lên rồi thình thịch chạy ra. Một đứa bé cỡ khoảng 4 tuổi nhào vào lòng của Diễm. An chính là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Diễm và một người trong trấn Lâm Hoa. Tuy nhiên khi nghe tin Diễm có cốt nhục của mình thì tên kia bắt đầu đánh bài chuồn, quất ngựa truy phong. Cho Diễm bị chèn ép, xua đuổi xa lánh, cho nên cô không còn mặt mũi nào mà sống bên trong đó, lê cái bụng bầu đã 6 tháng ra ngoài xóm đối. Và cũng may người xóm đối tuy nghèo nhưng sống rất tình cảm. Mẹ con Diễm sống được nhờ những bác cháu loạn,
của những bà con xóm đối này. Ôm nhẹ đứa con vào lòng, Diễm hỏi với đầy yêu thương. Con của mẹ đối rồi hả? Con gái mẹ bữa nay á, coi mẹ mua cho ăn cái gì đi nè. Diễm chìa cái bánh nước đã nguội ngắt ra trước mặt đứa con. Nó nhìn thấy bánh tráng thì reo lên. Ê, bánh tráng, con thích lắm mẹ à. Mẹ ăn với con đi, chắc mẹ đói lắm rồi hả? Đứa con gái cô đặt tên là An. Cô mong muốn cuộc đời của nó sau này luôn được bình an, đừng thăng trầm như cô. Diễm lại lấy ra một cái đùi gà to tướng xòe trước mặt con gái, rồi cất tiếng nói. Mẹ cho con cái này nữa nè. Ý, ôi ôi, đùi gà ngon lắm á mẹ. Con thích ăn lắm. Lâu lắm rồi mẹ không cho con ăn thịt. Con thích quá à. Diễm chợt ôm con vào lòng, nước mắt cô chảy dài ra. Mẹ xin lỗi, tháng sau là Trung An rồi. Mẹ dẫn con vào trấn đi ăn một hôm nha. Bây giờ con ăn đi để ngủ, trễ lắm rồi. Hai mẹ con cứ ríu rít trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười vui vẻ. Sau khi con bé ăn xong thì leo lên giường nằm ngủ ngon lành. Chỉ còn mỗi Diễm ngồi đó, cô ôm bộ quần áo đi tắm. Vừa tắm vừa muốn gột rửa sạch những vết nhơ của cuộc đời mình. Nhưng Diễm cảm thấy có tắm như thế nào cũng không sạch đi được. Cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc đó, ngày tháng chỉ có tình yêu là trên hết. Nhưng sau những ngày đó, Diễm chỉ nhận lại những lời sỉ vả, đánh đập, đuổi xua của người nhà tên khốn nạn kia. Cô bị cho là không xứng đáng để bước chân vào trong nhà, bởi vì cô quá nghèo và xuất thân không phải họ Trần. Nói đến xuất thân của Diễm, chẳng ai biết gia đình cô đến trấn Lâm Hoa từ khi nào. Chỉ biết là năm cô lên 16 thì cha mẹ và em trai của Diễm bị bệnh tiêu chảy không chữa được, dẫn tới chết đi. Chứ còn mình Diễm lẻ loi, cô đơn lạc lõng ở giữa trấn Lâm Hoa. Rồi biến cố xảy ra khi năm cô lên 20, khi mà trấn Lâm Hoa bắt đầu phân biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Diễm cùng với vài trăm người nghèo khác bị đẩy ra khỏi xóm đói. Để kiếm được cái ăn, Diễm làm hết tất cả công việc, nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ. Đến nỗi Diễm đã 20 nhưng chưa trổ mã dậy thì hết. Cả người đen nhẻm như cục than, mặt thì lỗ trổ rất nhiều nốt mụn đỏ, khiến cho cô rất tự ti. Nhưng được cái ăn chưa đủ thì lo làm sao tới sắc đẹp đây. Đến năm Diễm 21 thì chẳng biết vì sao mà cô lại trổ mã vô cùng. Da dẻ bắt đầu trắng ra, khuôn mặt nhẵn bóng, dốc dáng cân đối, có lồi có lõm. Tóc thì bắt đầu mượt mà hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng, không còn ồm ồm như lúc trước nữa. Cũng chính vì nét đẹp đó cho nên cô bị một tên sở khanh trong trấn Lâm Hoa dụ dỗ, dẫn đến có kết quả của ngày hôm nay. Cô cứ nghĩ những ngày tháng yêu say đắm cái tên kia là hạnh phúc của cuộc đời cô. Nhưng không ngờ nó lại là bước nhảy chân hụt, khiến cho cuộc đời cô rơi vào trong vũng lầy. Đến khi phát hiện mình có thai và cái thai lớn dần, cô bị căn nhà kia đuổi đi, không một lời thương tiếc. Nhưng cô cũng không oán hận gì họ, chỉ mong rằng con cô được khỏe mà sống mỗi ngày là được thôi. Đến nay con bé 4 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ gặp lại kẻ sở khanh kia, vì nhà của hắn không còn ở trấn Lâm Hoa nữa. Cha của hắn quen quan ở trên tỉnh lớn, cho nên dẫn cả nhà lên đó an cư lạc nghiệp từ lâu. Cô cũng chẳng mong gì gặp lại hắn, nhưng trong thâm tâm Diễm vẫn muốn con bé được gặp cha ruột của nó một lần. Và cái con đường đưa cô vào nghề cặn bã này cũng chính là cái đói, sự thiếu thốn miếng ăn. Năm bé An lên 2 tuổi, nó bị bệnh thập tử nhất sinh. Nếu không chạy chữa thì chỉ có con đường chết mà thôi. Diễm chạy vậy khắp nơi, tiền bạc cũng không dây được bao nhiêu. Cái xóm đói này cái ăn còn chưa đủ qua ngày, thì lấy đâu ra dư tiền cho cô vay mà chữa bệnh cho con. Rồi có một lần Diễm đi làm về trễ, trên con đường về nhà, khi sắp bước ra khỏi trấn nội thì có một ông cụ rất già, khắc khổ, gọi với Diễm lại rồi thều thào nói: "Cô gái ơi, cho tôi giờ chút tiền mua đồ ăn. Đã mấy ngày rồi tôi chưa có cái gì nhét vô bụng hết."
nhìn ông cụ tay run run chìa ra xin tiền, nghĩ đến mấy đồng tiền ngày công vất vả của mình mà kiếm không đủ mua thuốc cho bé ăn, cô lại lưỡng lự không biết có nên cho hay không. Và chẳng biết vì sao, suy nghĩ một lúc, cô lại cho ông ấy một đồng. Lòng tiếc lắm, nhưng nghĩ đến cảnh ông ấy phải chết đi vì cơn đói, cô không cầm lòng được. Sau khi nhận tiền trên tay Diễm, ông cụ nói: "Cảm ơn cụ, rồi sẽ có người báo đáp cho cô." Nói xong, ông ta lấy trong người ra một tờ giấy nhậu nát, màu đã ố vàng theo năm tháng, đưa bàn tay run run dở ra. Bên trong là một cái hình vẽ một con vật gì đó có hình thù rất kỳ quái. Sau đó ông ta nói với Diễm: "Nè nè, tấm bùa này là bùa may mắn mà gia đình tôi truyền từ đời này qua đời khác. Cảm ơn cô vì cái đồng tiền này. Cô hãy cầm lấy nó. Tuy không biết tác dụng của nó ra sao, nhưng tôi đã đem bên mình cả cuộc đời. Mong cô nhận lấy và mong phép màu sẽ đến với cô." Diễm nhìn tờ giấy nhào nát cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô gấp gọn nó rồi nhét vào trong ngực áo. "Dạ cảm ơn bác, tôi xin phép về trước. Con gái của tôi đang bệnh ở nhà, đợi tôi mua thuốc về cho nó." Rồi Diễm quay lưng đi thật nhanh, cũng quên bẵng đi cái tờ giấy trong ngực. Tuy nhiên đêm đó, vì lao lực mấy tháng liền mà cô bỗng nhiên bị thổ huyết, máu cứ theo những cơn ho ào ạt trào ra, đỏ thẫm cả ngực áo. Cho đến khi thay đồ, cô mới nhớ tới tờ giấy của ông cụ kia cho, thì nó đã bị máu của cô thấm ướt đẫm, đặc biệt là cái hình trên tờ giấy. Chẳng biết vì sao nó lại in lên trước ngực của cô rồi, chùi như thế nào cũng không ra, giống như dùng kim mà xăm vậy. Diễm cũng chẳng bận tâm lắm, rồi cứ vậy quên dần nó đi. Cái hình xăm đó tự nhiên hiện hữu trên ngực của cô cũng kể từ khi đó. Tôi nhận được tờ giấy ấy nhưng chẳng thấy may mắn một chút nào. Cô vẫn làm việc ngày đêm, thuốc thang chạy chữa cho bé An, nhưng không thay đổi gì nhiều. Đành thành đổi một đơn thuốc khác đắt tiền hơn. Đương lúc gặp khó khăn thì có một mụ tú bà trong trấn nội nhìn thấy nhan sắc của Diễm từ lâu. Bà ta mở lời: "Cũng lâu rồi nhưng Diễm vốn không chịu. Ả nhân cơ hội thiếu tiền này của Diễm mà dụ dỗ cô thêm một lần nữa." Và cũng từ đó, Diễm sa ngã vào con đường bán thân hèn mọn. Mãi suy nghĩ tới quá khứ, Diễm không ngờ rằng nước mắt của cô đã lăn dài. Vội vàng mặc vội bộ quần áo không được lành lặn cho lắm, Diễm leo lên chiếc giường ộp ẹp, ôm con bé An vào trong lòng, ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay kiếm được vài đồng cũng đủ tiền ăn cho mẹ con cô vài hôm rồi. Diễm mỉm cười, chìm dần vào trong giấc ngủ say. Nhoáng một cái, một tháng đã trôi qua. Diễm tranh thủ trong những ngày tháng này cũng kiếm tiền dành dụm để đêm trung thu cho bé An vào trong trấn Lâm Hoa vui chơi một hôm. Đêm nay đã là đêm rằm, hai mẹ con lựa cho mình được hai bộ quần áo gọi là tạm lành lặn trong đống quần áo vá chằng vá đập kia. Cả hai dắt tay nhau đi vào trong trấn Lâm Hoa. Hôm nay cũng rất đông người trong xóm đối vào trấn để mà tranh thủ kiếm tiền. Nhiều người nấu những món ăn vặt đem vào trong đó bán. Tuy nhiên cũng rất ít người mua, vì người trong trấn chê người xóm đối, họ chê đồ ăn đó không dành cho những kẻ giàu. Mẹ con Diễm dắt tay nhau trên con đường treo lồng đèn đỏ rực, tiếng cười đùa trao bán tấp nập, kẻ tra người vào. Bé An vui tới nỗi cười tít mắt từ khi vào đây cho đến bây giờ. 4 năm qua chưa có lần nào Diễm dẫn con bé vào trong đây chơi trung thu cả, vì mấy năm trước cô đều đi làm vào ngày này. Hôm nay đã có chút tiền, cô muốn bù đắp cho con. Con bé thích cái gì, Diễm đều hỏi. Bé An của mẹ có muốn mua gì không?
Con bé sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cho nên tuy nó nhỏ tuổi cũng hiểu được mẹ nó kiếm từng đồng tiền vất vả như thế nào. Nó đều lắc đầu khi mẹ hỏi. Tuy nhiên, khi đến chỗ bán lồng đèn thì có rất nhiều người tập trung ở đó để mua. Con bé lần này không rời mắt nổi khỏi một chiếc lồng đèn hình con bướm, trông rất bắt mắt. Đám đông xúm vào chọn lựa rất tấp nập. Diễm dẫn con vào bên trong chọn mua cho con bé, nhưng nó chỉ vào cái lồng đèn hình cánh bướm mà thôi. Cô đưa tay lên định lấy xuống thì một cánh tay khác cũng đưa lên. Bất chợt Diễm nhìn qua, người kia cũng nhìn về phía cô. Cho cả hai người như bị đứng hình mất vài giây mà nhìn nhau. Bởi vì người đối diện với Diễm không ai khác chính là cái tên Sở Khanh đã bỏ rơi mẹ con cô và đi đâu mấy năm nay. 4 năm nay Diễm chôn chặt hình bóng đó ở trong tim, nhưng không ngờ khi gặp lại nhau trong cái hoàn cảnh này. Diễm vội thụt tay lại, người kia cũng thụt tay rồi quay lưng đi mất. Bên tai Diễm còn nghe tiếng con của cậu ta trách: "Bố, sao bố không mua lồng đèn con bướm cho con?" Diễm đứng im như trời trồng. Đến khi bé An túm lấy tay lầy lầy thì Diễm mới tỉnh lại trong cơn suy tư. Nhìn lại người kia đã dẫn gia đình của anh ta đi khuất từ lâu, rồi nhìn vào con bé An, khuôn mặt có nét giống hắn ta như đúc. Trong tim Diễm lại quặn lên từng cơn đau. Cố gắng kiềm nén cảm xúc lại, cô mỉm cười với con gái rồi mua cho nó cái lồng đèn mà nó yêu thích. Hai mẹ con vui chơi trong trấn Lâm Hoa quên cả trời đất. Cho đến khi nhìn lại chẳng còn bao nhiêu người thì cả hai mới bắt đầu dẫn nhau quay về. Trên con đường vắng bóng người qua lại, hai mẹ con Diễm lầm lũi trong đêm tối đen. Con bé An vui quá cho nên chưa buồn ngủ, vừa đi vừa nói chuyện líu lo trời đất. Vừa ra hết khỏi trấn nội, bước vào trong con đường đi về sớm đối thì nơi này không có đèn đốm gì nữa, chỉ có ánh trăng rằm soi sáng vằng vặc soi rõ từng con đường gập ghềnh mà thôi. Bất chợt từ bên một cái bụi cây rậm ven đường nhảy ra 4 người. Vừa nhìn sơ qua, Diễm đều nhận ra đây là 4 anh em ruột con nhà trưởng trấn Lâm Hoa: Trần Nhị, Trần Tam, Trần Tứ và Trần Ngũ. 4 anh em này có tiếng ăn chơi trác táng, dựa vào hơi của cha là lão Trần Dần, bọn chúng chẳng sợ bất kỳ ai cả. Người trong xóm chúng chẳng coi ra gì, có khi không bằng một con vật nuôi nữa. Diễm cũng có vài lần xảy ra quan hệ với chúng, nhưng đều vì tiện và vì nhu cầu mà thôi. Tuy nhiên cũng đã vài lần cô bị chúng hành hạ cho nhừ người, nhưng cũng chẳng được đồng nào. Vừa thấy Diễm đi tới, 4 anh em họ Trần văng ra những lời tục tiểu: "Ồ, Diễm ha, bữa nay có giả hứng dẫn con gái đi chơi hả? Hay là đêm nay đi với 4 anh em nhà anh đi, chúng ta cùng nhau thay phiên, em thấy sao?" Tên Trần Nhị nói xong cười lên hô hố, ra vẻ vui vẻ lắm. Hắn còn đưa ánh mắt chăm tà liếc nhìn từ trên xuống dưới người Diễm, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Diễm nghe vậy thì quát lên: "Mấy anh tránh ra, bữa nay tôi nghỉ, tôi bận đưa con gái đi chơi rồi. Khi khác tôi làm lại sẽ tiếp các anh, đừng có nói gì trước mặt con gái tôi mà." Diễm nói thật to để mong có ai gần đó nghe thấy, hoặc là 4 anh em bọn họ sợ rồi sẽ bỏ đi. Nhưng cô đã lầm. 4 tên kia chẳng những không đi mà còn buông ra những lời chọc ghẹo ghê tởm đối với Diễm. Đối với cô, những từ đó cô đã quá quen thuộc. Nhưng con gái của cô còn nhỏ, cô không muốn chúng nhồi nhét những từ ngữ thô tục đó vào trong đầu nó. Tuy Diễm đã quát lên như vậy, nhưng 4 anh em họ Trần chẳng nghe theo. Chúng chỉ bọn chúng có ông cha làm trưởng trấn, thế cho nên coi trời bằng vung. 4 tên dần dần áp sát vào người cô rồi hít hà. Diễm lại quát lên: "Nè, mấy anh làm trò gì vậy? Có tránh ra cho tôi về không? Không tôi kêu lên bây giờ đó, tránh ra." Con bé An bắt đầu miếu máu khóc. Nghe thấy tiếng mẹ nó quát to, nó càng khóc lớn hơn. 4 tên kia thấy vậy thì được đà, chúng kéo mạnh Diễm qua một bên rồi giật con bé khỏi tay cô. Bé An khóc lóc chạy đến, miệng không ngừng kêu: "Mấy chú là người xấu, tha mẹ con ra. Mấy chú tha mẹ con ra."
Tên Trần Tam thấy con bé cứ sấn lại, làm dướng díu tay chân, hắn xô nó ra. Bé An bị té trầy chân tay, vừa đau vừa khóc, nhưng vẫn cứ muốn chạy lại chỗ mẹ đang bị lôi lôi kéo kéo. Diễm lúc này sợ con bé té hoảng loạn, gào thét điên cuồng: "Nè, để con bé yên, tụi bay muốn làm gì? Có ai không? Bớ người ta!" Chưa kịp la xong, Diễm đã bị nhét vào một chiếc chẻ ngay vào miệng. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi mấy tên thanh niên trai tráng được. Chúng vật cô ra nền đất, xé toạc quần áo của cô. Trần Tướng và Trần Ngũ giữ chặt tay chân cho Trần Nhị hành sự. Diễm cố gắng vùng vằn nhưng không thể. Tức mình quá, tên Trần Nhị tát cho cô hai cái lên mặt, khiến cho đầu óc cô ong ong lên. Thấy Diễm bị làm nhục, tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng chưa hiểu chuyện người lớn. Nhưng nhìn mẹ khóc lóc cố vẫy vùng như vậy, con An cũng hoảng sợ. Nó cố chạy lại, cố đánh đấm, lôi kéo mấy người đàn ông ra khỏi người mẹ nó. Trần Tam vừa lôi bổng con bé lên, vừa lấy tay tát vào miệng con bé An, rồi tức giận quát: "Cầm miệng lại, còn la nữa tao giết mày đó." Bé An chụp lấy cánh tay của Trần Tam mà cắn mạnh một phát, khiến cho hắn đau quá hét lên: "Đau quá, mẹ cái con tranh này dám cắn đầu sao?" Hắn hét lên rồi dùng chân đạp mạnh một cái vào bụng của bé An, khiến cho con bé văng ra xa một đoạn. Trên miệng con bé toàn là máu, còn dính lại một miếng da tay của Trần Tam. Hắn tức mình đi đến đạp liên tiếp vào bụng của bé An, chẳng biết đạp bao nhiêu cái. Đến khi hắn mệt quá mới chịu dừng lại, thì con bé mắt đã trợn ngược lên, đầu tóc rối bời, máu miệng, máu mũi, máu tay chảy ra tràn cả đất, trông rất ghê rợn. Quay lại với Diễm đang bị ba tên kia hãm hiếp, bọn chúng thay nhau hành hạ cô. Lúc này tấm vẽ nhét miệng cô đã bị lấy ra, cô cầu xin bọn chúng: "Các anh làm gì thôi thì làm, tha cho con gái tôi xin mấy người đó." Nhưng rồi Diễm bỗng nhiên thấy Trần Tam đi đến, trên người của hắn toàn là máu tươi. Lúc này cô lấy hết sức bình sinh của mình, đẩy tên Trần Tướng đang hành sự trên người mình ra, rồi vùng dậy chạy lại chỗ bé An đang nằm mà bế bổng nó lên. Nhưng người con bé đã mềm oặt, chẳng còn chút hơi thở nào. Mắt con bé vẫn trợn trừng, máu từ miệng vẫn trào ra thành dòng. Diễm đau đớn hét lên: "Không, con tôi, An ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con ơi, có ai không, cứu con tôi với." Mặc cho Diễm kêu la đến trát cổ nhưng không có ai đáp lại. Bốn anh em họ Trần thấy đã chết một người nhưng chúng chẳng sợ, chúng lại tiến đến lôi Diễm ra tiếp tục hành sự. Nhưng Diễm lúc này như lên cơn điên loạn, cô vùng vằng cào cấu khiến cho mấy tên kia không tài nào giữ cô nằm im được. Diễm liên tục vẫy vùng mà gào thét: "Trả con cho tao, trả con cho tao!" Bốn anh em họ Trần tức mình đè mặt cô mà giả tới tóc, khiến cho Diễm sụi lơ mới thôi. Rồi bọn chúng lại tiếp tục vui vẻ trên thân xác của cô. Sau khi thỏa mãn, chúng còn tiểu tiện lên người của Diễm. Trước khi rời đi, Trần Nhị nói: "Có cái hình xăm đẹp đó, mấy lần không để ý, không ngờ em cũng thích xăm sao." Lần này không biết lấy sức lực từ đâu mà Diễm vùng dậy, cắn mạnh một cái vào bắp chân của Trần Nhị, khiến cho hắn ta đau đớn kêu lên: "Còn điếm này, mày dám cắn ông hả?" Trần Nhị cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Mãi một lúc sau, cuối cùng hắn cũng thoát ra, nhưng lại bị mất đi một mảng thịt lớn. Lúc này miệng của Diễm toàn là máu tươi, nước mắt long lên sòng sọc của cô chuyển sang màu đỏ rực. Diễm gào lên: "Tao nguyện rủa cả dòng họ chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, tao nguyện rủa chúng mày không có con nối dõi, tao nguyện rủa hết tất cả, chúng mày tuyệt tử tuyệt tôn, muôn đời muôn kiếp." Nói xong lời cuối cùng, Diễm ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống đất ôm xác con bé An vào trong lòng. Máu trong miệng của cô trào ra thành dòng. Nhìn thấy Diễm đã cắn lưỡi tự vẫn, bốn anh em họ Trần thoáng lộ vẻ lo lắng trên gương mặt, rồi chúng chạy đi. Một lúc sau chúng quay trở lại,
trên tay là mấy cái vật dụng đào đất. Trong bốn tên cầm thú kia chạy đi tìm dụng cụ, không ai biết rằng cái hình xăm trên ngực của Diễm như được sống dậy. Một con quỷ in hằn trên ngực của cô giống như đang hút từng dòng máu từ miệng của Diễm chảy ra với vẻ thỏa mãn lắm. Mắt của nó lóe lên từng hồi một. Nhưng khi bốn anh em họ Trần quay lại thì mọi thứ lập tức biến mất đi, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng khiêng xác mẹ con cô đến sát cái vách tường ngăn cách trấn nội và xóm đối. Bốn anh em chia nhau ra đào hai cái hố thật sâu, rồi ném xác mẹ con Diễm xuống, mỗi người một hố. Chúng còn cẩn thận nhặt quần áo của Diễm ném xuống, rồi lắp đất lại để xóa mọi dấu vết. Khu vực này chẳng có ai hay qua lại, cho nên không có ai để ý tới hai cái xác, hai cái mô đất kia. Xong việc, chúng yên tâm quay về nhà. Mọi thứ cứ như vậy chìm vào trong quên lãng. Người trong xóm đối cũng chẳng ai thừa hơi để mà tìm hiểu vì sao mẹ con nhà cô Diễm mất tích đi. Họ nghĩ rằng mẹ con cô đã rời bỏ cái xóm nghèo này mà đi nơi khác rồi. Thời gian lại cứ thấm thoát trôi đi. Thương Hải tan điện, nhoáng cái đã trôi qua gần 10 năm kể từ cái ngày xảy ra cái chết của mẹ con cô Diễm. Bốn anh em họ Trần cũng quên bẵng đi sự việc đêm đó. Chúng cũng quên luôn cái lời nguyền rủa của cô trước khi chết. Thậm chí chúng còn chẳng nhớ đến cái tội ác đêm đó mình gây ra như thế nào. Mọi thứ dần trôi như một dòng sông. 4 năm trước, lần lượt bốn anh em nhà họ Trần đều thành lập gia đình. Khi đó Trần Dần cũng đã rời khỏi vị trí trưởng trấn, nhường lại cho Trần Nhị, con của hắn ta. Trần Nhị lập gia đình sinh được 2 đứa con, một đứa lên 3, một đứa mới 1 tuổi. Chuyện thời trẻ hắn cũng đã quên đi, giờ đã trưởng thành chín chắn hơn. 3 đứa em của hắn cũng lần lượt sinh con, người thì 1 đứa, người thì 2 đứa. Năm nay, đứa con đầu của Trần Nhị lên 4. Chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 4 của nó. Trần Nhị muốn tổ chức một bữa tiệc thật linh đình cho đứa con trai đầu của mình. Công việc chuẩn bị tất bật, ngày mừng lễ khách khứa ra vào tấp nập, lời chúc vang lên dồn dập từ khách mời. Đa số người trong trấn nội của trấn Lâm Hoa đều mang dòng họ Trần, thế cho nên cũng có một chút dây mơ rễ má với nhà ông trưởng trấn. Vậy là thiệp mời được phát ra, người ghét kẻ thích thì đều phải đi cả. Vì người xưa có câu, vuốt mặt còn phải nể mũi. Chủ chè say xưa, tiếng cười nói huyên náo khắp trang viên của nhà Trần Nhị. Trước đây trang viên này là nơi làm việc của Trần Dận. Tuy nhiên, từ khi nhượng chức lại cho con thì ngôi nhà này coi như thuộc sở hữu của Trần Nhị luôn. Hôm nay là ngày vui của cháu, cho nên lão Trần Dận uống rượu say khướt. Lão đang ngồi dựa ngã nghiêng trên cái ghế trước bàn thờ gia tiên, miệng không ngừng kêu: Uống nữa đi, tao chưa có say. Bữa nay sinh nhật cháu nội của tôi nha, mọi người cứ uống đi, không sai không về. Tôi chưa có sai đâu, ai nói tôi. Tiếng của lão Trần Dần lè nhẹ vang lên xong, cho lão gục xuống ngáy o o, khi mà khách khứa vẫn còn ồn ào náo nhiệt. Đến khi khuya muộn, khách khứa ra về hết, Trần Nhị khật khưởng đi về phòng ngủ của mình. Căn nhà bừa bộn có người khác dọn dẹp, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Nhưng không ai ngờ rằng đêm hôm đó, đứa con đầu lòng của Trần Nhị gặp nạn. Hôm nay là ngày vui của Trần Phúc. Nhiều người cho nó biết bao nhiêu là đồ chơi bánh kẹo. Đến khi đi ngủ, trên miệng của nó vẫn còn nở một nụ cười vui. Bỗng nhiên khi quá canh ba, thì bên tai thằng bé vang lên một tiếng gọi khe khẽ: Trần Phúc, Trần Phúc à, ra đây chơi với ta. Bên trong căn phòng bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt vô cùng ghê rợn. Nếu như Diễm còn sống,
cô sẽ nhận ra ngay cái khuôn mặt này y đúc như cái hình xăm trên ngực của cô. Khuôn mặt quỷ dị kia mờ ảo đang đứng bên cạnh Trần Phúc, gọi khẽ bên tai của nó. Trần Phúc đang ngủ say, nghe có ai gọi tên mình thì mơ màng thức giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra, nó đã thấy khuôn mặt kia áp sát vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Trần Phúc sợ quá, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra. Nó chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì một hình bóng mờ mờ có khuôn mặt y đúc như Trần Phúc bay từ người nó ra. Đây chính là linh hồn của Trần Phúc bị con quỷ kia lôi ra. Con quỷ há miệng nuốt mất hồn phách của Trần Phúc rồi lẩm bẩm: Đại bổ, đại bổ. Sau đó nó cúi đầu kề miệng mình vào ngay miệng cái xác của Trần Phúc, hút mạnh một hơi xong rồi biến mất. Trong màn đêm u tịch chỉ còn vang lại tiếng cười lanh lảnh của nó mà thôi. Sáng ngày hôm sau, bất chợt một tiếng thét chối tai từ trong phòng ngủ của Trần Phúc vang ra. Quá ra là bà vú nuôi đi vào gọi nó dậy, nhưng không thấy nó động cửa cái gì hết. Bà bèn tiến đến bên giường thì thấy cái mặt của Trần Phúc trắng xóa, giống như có người bôi một lớp kem lên mặt của nó vậy. Bà vú sợ quá ngồi phệt xuống đất, dùng tay bò lùi nhưng trung quá không bò được. Bà hét ầm cả lên. Hét xong, bà lồm cồm dùng tay, dùng chân mà cố bò ra cửa. Mấy người khác trong nhà nghe thấy tiếng hét chạy đến thì thấy một vệt nước dài từ trong phòng ra tới cửa. Quá trà bà chú sợ quá tè cả ra quần. Người đầu tiên đi đến là lão Trần Dận, vì phòng của lão ở ngay gần đó. Tối qua say, nhưng sáng sớm lão đã dậy từ sớm để tập thể dục, nghe có tiếng kêu liền chạy tới nơi. Lão ra bộ trịch thượng, nhìn bà chú già quát ầm lên: Mẹ nó, mẹ tiên sư cái con mụ linh, mới sáng sớm mày la hét cái gì đó? Ai chết, đứa nào chết nói coi. Dạ, cậu cả chết rồi. Cậu cả chết rồi không ạ? Lão Trần Dận nghe bà Linh nói thì đưa chân đá một cái vô đùi mụ ta rồi quát lên: Tiên sư mày nói ai chết? Cậu cả chính là người mà mấy người làm gọi đối với thằng con trai đầu của Trần Nhị. Sau khi đá mụ Linh một cái, lão Dận đi vào trong giường cháu của mình nhìn, thì lúc này vợ chồng Trần Nhị cũng đã tới nơi. Vừa đi đến trước cửa, hai vợ chồng bọn nó đã nghe tiếng lão Dận quát lên: Ơ, trời ơi, cháu tôi, nó làm sao như vậy? Phúc ơi, tỉnh lại đi con. Vợ chồng Trần Nhị lao nhanh vào trong phòng thì thấy lão Dận đang ôm thằng Phúc. Cả người của nó trắng như trát phấn lên vậy, mắt thì trợn ngược, miệng cứ há hốc ra như kinh sợ điều gì đó lắm. Cả ba người gào khóc thảm thiết, có nhiều người chạy tới hơn. Ba anh em của Trần Nhị nghe được tin báo cũng chạy qua, nhìn thấy hiện trạng của thằng cháu mình đúng là giật mình thon thót. Không ai lý giải được vì sao thằng Phúc đang khỏe mạnh mà lại lăn đùng ra chết, mà chết rồi trên người lại trắng giả như vậy. Cái tin thằng Phúc chết đi đồn ra bên ngoài nhanh chóng, người trong trấn Lâm Hoa bàng hoàng: Ôi, sao mà tội thằng bé vậy? Mới hôm qua còn vui bên tiệc sinh thần mà, nói cười vui vẻ sao bữa nay âm dương cách biệt rồi. Ừ, thương thằng bé quá, mới chút tuổi đầu mà yếu mệnh. Tội người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vô số lời tra tiến vào, bận trộm, trôm trang, vang lên. Ai nấy cũng tiếc thương cho thằng Phúc đoạn mệnh. Dù ông cha của nó có tàn ác khách dịch đến đâu thì suy cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, nào có tội lỗi gì mà phải đáng chết thương tâm như vậy. Tiếng khóc lóc trong nhà Trần Nhị vang động cả trấn. Đám tang thằng Phúc diễn ra nhanh chóng, người tới chia buồn nườm nượp tiễn đưa. Sau khi lo xong hậu sự, các nhà lão dần hợp bàn lại với nhau. Ai cũng nghĩ đây là chuyện lạ, vì thằng Phúc chết khá kinh khủng. Nhưng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời nào là vì sao nó chết. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả gia tộc. Sự việc thằng Phúc chết cũng dần lặng yên xuống. Chỉ có vợ của Trần Nhị buồn bã, suốt ngày khóc lóc. May là còn đứa con thứ hai, cho nên thị cũng nguôi ngoai phần nào.
cứ ngỡ rằng cái chết của thằng con trai đầu lòng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng không ngờ sau đó 2 năm, đứa con đầu của Trần Tam sau sanh thận lần thứ 4 cũng chết một cách bất đắc kỳ tử. Hiện trạng cái chết của thằng Toàn con Trần Tam cũng không khác gì cái chết của thằng Phúc trước kia. Cả người của nó trở thành một màu trắng, cái miệng há hốc ra, mắt trợn ngược lên. Lần này cả lão Trần Dần cũng lờ mờ đoán ra đây không còn là một sự việc ngẫu nhiên nữa, mà có thể nhà họ đã sai chuyện gì đó, lúc bấy giờ bị trả thù. Mấy đứa con của lão Dần bắt đầu sợ hãi, mấy đứa cháu thì được tập trung vào một chỗ, rồi có người canh phòng rất nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng khó có cửa chui qua được. Lão Trần Dần đích thân chỉ đạo bảo vệ mấy đứa cháu đích tôn của mình. Lão mạnh miệng nói: "Để tao coi đứa nào ăn gan hùm á, dám sát hại con cháu nhà họ Trần tao." Nhà lão Dần mất 2 đứa cháu, đồn ầm ra bên ngoài. Người thì bàn tán, nhà nhà xôn xao. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Người thì nói cho quả báo, người nói bị giết hại. Cứ qua miệng một người thì nói lại khác đi. Việc đó khiến cho lão Dần tức dựng cả râu mép lên, nhưng chẳng thể làm gì được. Người trong trấn bắt đầu xa lánh gia đình lão Dần, vì sợ lây cái xui xẻo vô trong người. Địa vị của trưởng trấn có khả năng lung lay. Cuối cùng thì lão Dần nghĩ ra một kế hoạch mà lão cho là hoàn hảo nhất. Đó chính là mua một kẻ phạm vào tội tử tù từ một vị quản ngục, cho bí mật đem vào trấn Lâm Hoa. Sau đó lão sai người đem tên tử tội ra quảng trường trong trấn, trói gô tên đó lại mà hành quyết. Tên tử tội kia theo lời yêu cầu của lão Dần, trước khi đưa ra đã bị quản ngục cắt lưỡi, khiến cho hắn không thể nói được. Đến ngày hành quyết, người trong trấn Lâm Hoa tập trung rất đông. Chỉ thấy lão Dần cột cái người kia lên một cái cây, dựng đứng giữa quảng trường. Khuôn mặt của hắn bị đánh cho bầm dập te tua, không người nào có thể biết được là ai. Người dân lúc này đã tập trung đông đen, vây kính, bàn tán xôn xao. Tình hình rất ồn ào náo nhiệt. Có cả người ở ngoài xóm đối vào xem, nhưng họ chỉ được đứng ở một góc khá xa mà quan sát, cũng chẳng nhận ra kẻ bị trói kia là ai. Cuối cùng thấy có người đến, tập trung khá là đông. Lúc này lão Dần mới đứng lên, đưa tay cho mọi người im lặng, rồi nói mà như hét: "Thưa bà con, kẻ này chính là tên giết người. Hắn chính là kẻ giết đi 2 đứa cháu nội của tôi. Chúng tôi mất biết bao nhiêu công sức mới bắt được hắn. Hôm nay trước mặt bà con, chúng ta cùng đưa ra phương án trừng trị hắn thích đáng. Xin bà con cho tôi ý kiến." Lão Dần vừa nói xong thì vô số những lời nghị luận vang lên. Người nào cũng ý kiến là ném đá cho tới chết. Cái tội giết trẻ con được xem là tội rất nặng. Sau khi bàn tán trăm răng, đến cuối cùng họ đưa ra quyết định là ném đá cái tên kia cho tới chết. Liền sau đó, một loạt những xe đá mà viên nào viên nấy to cỡ nắm tay người lớn được chở đến xếp trước mặt kẻ kia. Lão Dần lại tiếp: "Chúng ta cùng nhau trả công đạo lại cho 2 đứa cháu nội của tôi." Nói xong, lão là kẻ cầm đầu đi lên, nhặt một viên đá lớn rồi ném thẳng vào người đang bị trói. Hắn ta bị trói chặt tay chân vào cái cột, miệng không nói được nữa, cho nên khi cục đá ném thẳng đến, chẳng còn đường né tránh, rơi ngay đầu của hắn ta. Máu tươi chảy ra xối xả. Hắn đau quá cục cửa hết sức, nhưng bất thành. Tiếp theo lão Trần là 4 đứa con của lão. Trần Nhị còn nhặt hẳn 2 cục đá mà ném. Hắn chẳng biết kẻ nào giết con của hắn, chẳng có nơi nào phát hết ra những nỗi bực dọc trong lòng. Chỉ có cái kẻ xấu số kia đang phải hứng chịu lấy mà thôi. Rồi thì người dân bắt đầu theo sau 4 thằng con của Trần Dần, kể cả trẻ em cũng nhặt đá mà ném. Cảnh tượng trước mắt thật ghê tởm. Tên bị cột kia đầu đã gục qua một bên, sau khi hứng chịu hàng trăm cục đá vào đầu, vào người. Cái đầu của hắn vỡ toang ra như một trái dưa hấu, bị người ta dùng sức đưa lên cao rồi ném xuống đất vậy. Người cuối cùng ném đá
cũng là khi cái xác đã đổ ập xuống đó. Cả dây cột cũng bị ném cho đứt ra thành từng đoạn. Mọi người giải tán đi. Cái xác thì được lão Dần cho người đem ra xa mà chôn cất. Lão quay về nhà, tuy đã bệt miệng được người dân, nhưng lão ta vẫn còn lo lắng không nguôi. Nguyên nhân mà hai đứa cháu nội chết đi chưa tìm được khiến cho lão ta như già đi thêm vài tuổi. Lão Dần cho người canh gác nghiêm ngặt. Tất cả những đứa cháu đều được gom chung vào trong một căn phòng. Đều có hai thanh niên thân thủ nhanh lẹ canh cửa luân phiên. Hễ nghe thấy tiếng động là phi vào ngay. Bây giờ lão còn ba đứa cháu. Thằng Trần Nhị còn một đứa lên ba. Thằng Trần Tam còn một đứa lên ba. Trần Tứ một đứa lên hai. Chỉ có Trần Ngũ lấy vợ trễ hơn so với ba anh của nó, cho nên vợ của hắn mang thai chưa sinh. Liên tiếp vài tháng trôi qua trong yên bình. Tuy nhiên, lão Trần dần vẫn không mất đi sự cảnh giác. Ngày ngày túc trực bên mấy đứa cháu nội, luân phiên cắt cử người canh gác. Thoáng cái đã một năm qua đi. Hai đứa con của Trần Nhị và Trần Tam lên 4 tuổi. Lần này chẳng tổ chức gì hết, chỉ có im lặng mong nó qua đi trong an bình. Nhưng mà chẳng ai ngờ được, cái đêm mà hai đứa cháu của lão Dần bước qua năm tuổi thứ tư, thì sáng hôm sau phát hiện ra hai đứa nó chết ngay trong phòng ngủ. Đêm ấy bên ngoài vẫn có người canh gác nghiêm ngặt, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đến sáng hôm sau, khi đã muộn không thấy cháu dậy, lão Dần mới xông vào bên trong căn phòng, thì chúng đã chết từ bao giờ. Hiện trạng của chúng chết không khác gì so với mấy đứa lúc trước. Một lúc chết mất hai đứa cháu, Trần Dần tức quá, học ra một búng máu tươi rồi ngất ngay tại chỗ. Hai đứa con của lão chạy đến, nhìn thấy xác con mình nằm đó cũng khóc lóc kêu trời. Đến khi lão Dần tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm là dặn tất cả mọi người không được đồn chuyện này ra bên ngoài, chỉ tổ chức ma chay trong im lặng. Đêm thứ ba, sau cái chết của hai đứa, vợ của Trần Nhị vì quá đau buồn mà thắt cổ tự dẫn đi. Rồi tới lượt vợ Trần Tam sợ quá, chạy về nhà mẹ đẻ để ở, không dám ở lại trong nhà họ Trần nữa. Một tháng sau biến cố trôi qua, Trần Dần cũng khỏe lại. Chỉ có thằng Nhị mất vợ và con cứ ngơ ngẩn cả ngày. Lão dặn mấy đứa con: "Tao ra ngoài một chuyến, không biết khi nào tao về. Chúng mày ở nhà chăm sóc cho thằng Nhị đi." Nói rồi, lão xách theo cái tay nải đi ra khỏi trấn Lâm Hoa. Lão đi thật xa, nơi lão muốn tới phải mất cả nửa tháng. Trước đây khi còn trẻ, lão cũng từng rời khỏi trấn Lâm Hoa mấy lần. Và khi trẻ lưu lạc, lão có quen với một người bạn là đạo sĩ. Lần này lão muốn tìm người bạn đó về giúp đỡ cho gia đình mình. Sau khi chết mất bốn đứa cháu, lão dần mơ hồ đoán ra được sự việc. Nó không đơn giản là báo thù thông thường. Lão nghĩ đến có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhắm đến dòng họ của nhà lão rồi. Lão Trần đi liền một mạch hơn 10 ngày mới tới được một ngọn núi lớn. Núi này người ta thường gọi là núi đạo sĩ. Bạn của lão chính là ở trên núi này. Lão men theo con đường mòn lên núi, hai bên cỏ mọc che kín cả lối đi. Có lẽ lâu lắm rồi chưa có ai lên xuống núi thì phải. Lão Trần dựa theo trí nhớ của mấy mươi năm về trước cứ dậy đi. Mất gần một ngày lão mới leo đến được đỉnh núi. Vì sức khỏe không còn tốt như ngày xưa, cho nên không thể nhanh nhẹn. Lên tới đỉnh rồi, lão rẽ qua bên phía tay phải một đoạn. Nơi đó có một cánh rừng tùng lớn. Ở trong cánh rừng tùng xuất hiện một cánh cổng vô cùng lớn, nhưng những người bên ngoài sẽ không vào được. Đứng trước cánh cổng đó, lão giận hô: "Nhân sinh nguy cấp, bản hiền tới thăm." Đó chính là câu khẩu lệnh mà mấy mươi năm trước khi chia tay, vị đạo hữu bạn của lão Dần đã dặn: "Nếu sau này bạn hữu có vấn đề gì nguy cấp tới sinh mạng, hãy đến tìm tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Lão Dần cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn phải gặp lại người bạn hữu đó nữa. Nhưng cuối cùng sau mấy mươi năm phải đi cầu cạnh sự giúp đỡ,
Sau khi đọc câu khẩu lệnh, mất một lúc, hai cánh cửa bên cổng tự động mở ra. Từ xa vang lên một tiếng nói trầm ổn. Bạn phương xa tới mà không kịp tiếp đón, mong thứ lỗi cho. Cho một người râu tóc dài thượt, lốm đốm trắng xuất hiện. Lão dần đơ ra một lúc mới nhận ra. Lão kêu lên: Nguyễn Sinh, có phải Nguyễn Sinh đây không? Trần Dần, xa cách mấy mươi năm lại quên đi mặt bằng hữu tôi hay sao? Không phải tôi thì là ai chứ? Ôi, mấy bữa nay chim khách kêu tréo, tôi biết ngay là có khách tới nhà, không ngờ lại là ông đó. Sau khi gặp lại vị bằng hữu mấy mươi năm xa cách, lão Dần rất mừng. Vị đạo sĩ kia là Nguyên Sinh, cũng rất vui khi gặp lại lão Trần Dần. Mấy mươi năm trước, nếu không có lão Dần cứu giúp một mạng, thì bây giờ ông đã mất mạng từ lâu rồi. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy lão Dần, ông ấy đã thốt lên: Dần à, tôi không biết nguyên nhân gì mà ông đến tìm tôi, nhưng mà tôi nhìn thấy ấn đường có một cái đường đen. Có phải nhà ông dạo gần đây tang sự liên miên phải không? Lão Dần nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên. Đúng rồi, đúng là thằng Cơ diệu toán, tôi cũng vì chuyện này mới tới tìm ông nè. Nói xong, lão Dần hớp lấy một hớp trà rồi nói: Ôi, chẳng giấu gì ông, 3 năm nay tôi mất liên tiếp 4 đứa cháu nội rồi. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà đến bây giờ tôi mới ngỡ ra dường như nhà tôi bị ai đó trả thù thì phải. Cháu nội tôi đứa nào cứ lên 4 tuổi thì đều chết bất đắc kỳ tử. Cho dù có người canh phòng nghiêm ngặt, nhưng mà cứ hễ bước qua tuổi thứ 4 là chết đi. Hiện trạng của chúng nó chết đều y hệt như nhau cả. Miệng há hốc ra, mắt trợn ngược lên, người thì trắng như bô vô vô vậy. Tôi xin ông coi có cách nào giúp tôi với, chứ không dòng họ của tôi tuyệt tử mất. Con dâu đầu của tôi tự dẫn chết rồi, tại vì nỗi đau mất 2 đứa con. Còn con dâu thứ thì bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Nguyên Sinh nghe lão Dần nói vậy thì châu mày suy tư. Mãi một lúc sau, ông ấy mới cất tiếng: Tôi nghe ông nói như vậy thì cũng ngờ ngợ nghĩ đến một loại tà thuật, nhưng mà phải tới nơi thì mới biết được. Bây giờ ông nói rõ cho tôi, ông còn mấy đứa cháu nữa, để tôi tìm cách mà giải quyết chứ. Tôi còn 1 đứa lên 3, 2 đứa lên 1. Ông tìm xem cách nào giúp tôi vậy. Nói xong những lời này, khuôn mặt của lão Dần buồn bã vô cùng. Vị Nguyên Sinh nói: Ông chờ tôi một chút, tôi vào thắp hương cho sư tổ, rồi tôi gói ghém ít vật dụng cùng ông xuống núi. Nếu ông đã tìm tới đây thì tôi không thể ngồi yên được nữa. Ân tình năm đó tới lúc tôi phải trả rồi. Vị đạo sĩ vào bên trong cái am nhỏ cách đó không xa. Một lúc sau, ông ấy quay ra nói: Đêm nay ông nghỉ ở đây một hôm đi, tôi cần chuẩn bị một vài thứ, rồi sáng sớm ngày mai chúng ta xuống núi ngay. Đêm đó trôi qua trong yên ả. Sáng sớm ngày hôm sau, trên con đường đất có 2 người đàn ông lớn tuổi đang đi rất nhanh về phía trước. Đó chính là lão Trần và vị đạo sĩ Nguyên Sinh. 2 người cứ vậy tiến về phía nhà lão Trần, ngày đi tối nghỉ. Vì trên đường gặp chút trục trặc, cho nên nửa tháng sau 2 người mới đặt chân tới trấn Lâm Hoa. Lão Trần dẫn vị đạo sĩ kia về nhà mình. Vừa vào tới cổng thì vị đạo sĩ nói ngay: Nhà ông có cái gì đó ghé qua thì phải. Đạo hạnh của tôi tuy chưa đạt tới đỉnh phong tạo cốt, nhưng mà tôi có thể suy đoán được trong nhà của ông có thứ gì đó rất tà ác quỷ dị đó. Khuôn mặt của lão Dần xám ngắt, lão lắp bắp nói: Nguyên Sinh à, mọi chuyện tôi nhờ cậy vào ông cả. Tối đến, cả nhà lão Dần tập trung ở sảnh chính. Lúc này Nguyên Sinh mới nói:
Bây giờ muốn biết được nguyên nhân cái chết của mấy đứa nhỏ thì tôi cần phải nhìn thân xác của chúng đã. Tôi cần khai quật mộ của đứa mất gần nhất lên. Nghe ông ta nói như vậy thì ai cũng im lặng, chẳng nói năng gì. Một lúc sau lão Dần cất tiếng: Được rồi, khai quật thì khai quật. Ông muốn khi nào thì nấu để chúng tôi chuẩn bị. Ngay trong đêm nay, tôi cần chuẩn bị một ít thứ, gồm tiền vàng, muối gạo, sôi đổ và một con gà trống còn sống. Lão Dần lập tức cho người chuẩn bị ngay. Tối hôm đó, trời âm u vô cùng, lâu lâu lại có vài tia chớp xẹt ngang qua rồi tắt ngấm đi. Trong màn đêm có 6 người lầm lũi bước đi. Phía sau nhà lão Dần là một khoảng đất trống rộng vô cùng. Thế cho nên sau cái chết của hai đứa cháu cùng một lúc, lão Dần chôn nó ngay phía sau khu đất này, tránh cho người ta dị nghị bàn tán. 6 người lầm lũi đi trong đêm với một cây nến chỉ đủ sáng để soi rõ đường đi. Lão Dần dẫn đầu đi mãi cho tới khi lão đứng lại mới thôi. Chẳng nhận ra đâu là một ngôi mộ, nhưng cũng may còn hai tấm gỗ nhỏ nhô lên mới nhận ra được nơi chôn cất hai đứa cháu. 4 đứa con của lão bắt đầu đào bới. Thằng Nhị tâm trạng không được tốt cho lắm cũng cùng đi ra đây. Chúng cứ đào cho tới khi đụng vào cái quan tài thì mới ngưng tay. Một thằng cải nắp quan tài ra, và mọi người bàng hoàng khi cái xác của đứa bé còn giữ nguyên, chưa hề có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa đi. Lúc này vị đạo sĩ kia mới đi đến, nhìn vào bên trong quan tài. Ông dùng tay khẽ chạm vào cái xác rồi rút tay về, lông mày khẽ cau lại. Sau một hồi xem xét, khuôn mặt của Nguyên Sinh khó coi vô cùng. Ông ta đứng dậy với vẻ mặt nghiêm trọng. Lão Dần nhận ra liền hỏi ngay: Sao rồi ông? Có vấn đề gì hay sao? Chuyện này e là ngay cả tôi cũng phải mất nửa cái mạng mới giải quyết được đó. Lão Dần sợ tái mặt, lắp bắp hỏi: Sao? Sự việc nó khó giải quyết tới như vậy sao ông? Theo tôi đánh giá thì cháu của ông bị một loại nguyền rủa ám vào. Người nào đó trước khi chết đã nguyền rủa con cháu ông như vậy, cho nên đứa nào bước qua tuổi thứ tư thì đều bất đắc kỳ tử. Mà nguyên nhân gây ra cái chết chính là một loại cổ trùng tà ác, đó là trùng yểm. Loại này đáng lý ra không còn tồn tại trên thế gian nữa. Theo điển tịch sư môn tôi để lại, loại trùng yểm này rất là độc ác. Một khi nó đã xuất hiện thì rất khó tiêu diệt được. Đến khi kẻ bị nguyền rủa không còn con cháu, tuyệt tử tuyệt tôn thì mới thôi. Ông nói thật cho tôi biết, có phải ông đã gây ra chuyện gì với người khác khiến cho họ nguyền rủa nhà ông hay không? Chỉ có làm cái gì thất đức với người khác thì mới dẫn tới tai họa này thôi. Nếu không nói thật ra thì tôi không tài nào giúp nhà ông được. Lão Dần nghe nói như vậy thì bật thốt lên: Nhà tôi làm gì có thất đức tới nỗi bị nguyền rủa đâu chứ. Trước đây tôi có tìm một kẻ tử tội về để bịt miệng người trong trấn. Hắn cũng là một tên đồ tể giết người như ngoé vậy. Lúc tôi còn làm trưởng trấn đó, đôi khi cũng có một vài lợi ích cá nhân, nhưng mà chưa tới nỗi hại tới mạng người dân đâu. Hay là... Nói xong, lão quay qua nhìn 4 thằng con trai của mình rồi quát lên: Mấy cái thằng trời đánh tụi bay, có phải tụi bay gây ra cái chuyện tại đình gì phải không? Khai ra mau! Cách đây vài năm, 4 đứa con của lão mới dần chững chạc và trầm tính hơn được một chút. Còn lúc trước bọn chúng cũng là những đứa phá gia chi tử, cậy lão làm trưởng trấn cho nên hung hăng. Từ sau khi lão nhượng chức lại cho Trần Nhị thì 4 anh em chúng mới ngoan hơn. Thấy lão quát lên thì 4 đứa con nhìn nhau, dường như chúng cũng đang nghĩ xem chúng đã gây ra tai họa đó khi nào. Bỗng dưng thằng Út Trần Ngũ nói: Mấy anh ơi, có phải con Diễm ở sớm đối không? Nấu nhanh lên, không hôm nay tao lột da tụi bay đó. Lúc bấy giờ Trần Ngũ mới run run nói tiếp: Giờ cách đây 10 năm vào một đêm trung thu, khi uống rượu say, bọn con có cưỡng hiếp con Diễm ở xóm đối.
cái con Diễm hay làm gái trong này đó. Vô tình anh ba làm chết con gái của nó. Nó cắn lưỡi tự vẫn. Trước khi chết nó còn nguyền rủa bọn con tuyệt tử tuyệt tôn. Bọn con cứ ngỡ chỉ là lời nói miệng của nó thôi, nhưng mà không ngờ đó lại là sự thật. Lão Dần nghe xong thì tức mình, lấy cây gậy trên tay gõ cho bốn đứa con, mỗi đứa một cái, miệng chửi liên tục. Tiên sư tụi bay, tao chiều tụi bay quá, không ngờ tụi bay gây ra đại quả này. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Trời ơi là trời. Nguyên Sinh im lặng từ nãy tới giờ, bây giờ mới lên tiếng. Nếu biết được nguyên nhân thì cũng dễ tìm ra cách giải quyết. Chỉ có điều là không biết được con trùng yểm nó trốn ở đâu thôi. Các cậu còn có nhớ cái nơi mà chôn cất cái xác của cô ta hay không? Chỉ cần tìm được cái xác tiêu quỷ nó đi là sẽ giải quyết được mọi chuyện đó. Dạ, tụi con chôn mẹ con nó ở bên chân tượng ngoài trấn đó. Thế là sáu người lại lầm lũi đi nhanh ra khỏi trấn Lâm Hoa. Bốn anh em họ Trần dẫn vị đạo sĩ kia tới nơi mà trước đây bọn chúng chôn cất xác của mẹ con cô Diễm. Chúng cũng chỉ còn nhớ mang máng vì đã qua 10 năm vật đổi sao dời, cảnh vật cũng đã khác đi rất nhiều. Nhưng trong trí nhớ của bốn anh em cũng không khó để nhận ra khu vực đó. Tuy nhiên có một điều lạ là dù như thế nào cũng không tìm ra được cái xác của mẹ con cô Diễm. Ngay cả vị đạo sĩ kia cũng không tài nào tìm ra. Mãi một lúc sau, Nguyên Sinh mới dần ngộ ra. Có lẽ con trùng yểm nó che mất rồi, chúng ta không tìm ra đâu. Phải đợi lần sau nó xuất hiện thì may ra mới tìm được nó. Dù có sới tung cái chỗ này cũng sẽ không có đâu. Bây giờ chỉ còn cách đợi sinh thần lần thứ tư của cháu ông. Trong bao lâu nữa? Lão Dần nghe nói vậy thì bần thần một lúc quên cả trả lời. Mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh. Thằng Trần Tứ đã nói còn 6 tháng nữa là con của nó bước qua tuổi thứ tư. Vị đạo sĩ cất lời. Lúc trước có lẽ con của người phụ nữ mà các cậu hại chết cũng đúng vào lúc nó 4 tuổi. Thế cho nên con trùng yểm này sẽ giết con của các cậu khi nó vừa mới lên 4. Bây giờ tôi sẽ ở lại đây đến khi đứa bé lên 4, con trùng yểm xuất hiện ra. Đến khi đó cái xác sẽ tự hiện ra. Thôi bây giờ chúng ta quay về đi. Từ đó vị đạo sĩ Nguyên Sinh được lão Dần cấp cho một căn phòng đơn sơ phía sau nhà, nghiêm cấm người ta lai vãng quanh đó, tránh làm phiền tới ông. Thấm thoát thôi đưa, đêm nay là đêm mà con của Trần Tứ bước qua tuổi thứ tư. Vị đạo sĩ Nguyên Sinh ngồi trong phòng của đứa bé từ sớm, nhắm mắt dưỡng thận. Phía bên ngoài vẫn cho người canh gác. Đến nửa đêm thì bỗng dưng không khí trong phòng trở nên lạnh ngắt. Một khuôn mặt quỷ xuất hiện ngay trong phòng. Vị đạo sĩ mở mắt ra, bốn mắt đối diện với nhau. Lúc này ông mới nói. Yêu nghiệt, ngươi đã hại mấy đứa trẻ vô tội rồi. Biết đường thì rời khỏi đây ta tha cho một mạng. Nếu không hôm nay ta diệt ngươi đó. Con trùng yểm đột nhiên vang lên tiếng cười khàn khặt, rồi phát ra những tiếng nói the thé, nửa nam nửa nữ. Lão muội trâu, ta nhận quỷ thác của người ta, làm tròn di nguyện mà thôi. Lão tránh ra, nếu không ta hút nguyên thần của lão bây giờ. Thấy không thể nói chuyện được nữa, vị đạo sĩ rút kiếm ra đâm vào khuôn mặt quỷ kia. Nó phun ra một đoàn xương trắng lạnh giá, cản lại bước chân của ông. Ông lại ném ra một lá bùa bùng cháy lên một ngọn lửa xanh, xua tan đi đám xương trắng. Hai người lao vào nhau thành một đoàn, chẳng còn phân biệt được ai với ai. Một lúc sau, cả hai mới tách nhau ra. Vị đạo sĩ tay cầm kiếm run run, máu từ miệng ông trào ra thành dòng đỏ, thấm xuống ướt cả bộ đạo bào. Còn khuôn mặt quỷ kia, dường như nó chỉ mờ đi một chút thì phải. Hai người gườm nhau, rồi bất ngờ, nó chui xuyên qua cánh cửa biến mất đi. Đạo sĩ đạp tung cửa ra, hai đứa gác cửa đang ngã lăn ra đất, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ông nhanh chóng cầm kiếm lao ra khỏi trang viên của nhà lão Dần. Ông lận theo một chút ký tức để lại
chạy ra khỏi trấn Lâm Hoa. Khi ra tới cái nơi mà mấy tháng trước bốn đứa con của lão Dần dẫn tới, lần này ông đã nhìn ra cái nơi cái xác đang được chôn. Ông định đào nó lên thì bất chợt từ phía sau có một người đánh tới. Vị đạo sĩ bất ngờ không kịp né tránh liền bị trúng chiêu. Nguyên Sinh lăn đi mấy vòng thì mới ngồi dậy được. Lần này nhìn lại, đối diện với một linh hồn phụ nữ, đôi mắt đỏ ửng đang nhè nành múa vuốt với ông. Bị trúng chiêu khiến cho Nguyên Sinh học ra bốn máu. Lúc này ông mới giật mình thốt lên: "La sát, tại sao lại sinh ra La sát?" Linh hồn trước mặt ông chính là Diễm, nhưng nhìn vào khí tức của cô vô cùng tà ác, cô ta đã biến thành một La sát. La sát chính là tự nguyện hiến tế linh hồn cho trùng yểm để cho nó sai khiến. Nguyên Sinh khuôn mặt lúc này vô cùng khó coi, không ngờ chuyện này lại khó giải quyết tới như vậy. Đúng là nửa cái mạng, không biết có giải quyết được chuyện này hay không. Lúc này con trùng yểm xuất hiện bên cạnh La sát, hai con bất chợt nhập vào làm một. Khuôn mặt của quỷ đã rõ ràng sắc nét hơn rất nhiều, nó còn phát ra tiếng nói: "Lão mũi trâu, ta khuyên ngươi nên thu tay, chạy về núi dưỡng thương đi. Nếu không bỏ mạng vô ích thôi. Một khi lời nguyền đã ra thì không có cách nào trút lại được đâu." Nguyên Sinh đến đây là để trả lại ân tình cứu mạng năm xưa. Ông cắn răng nói: "Ta có chết cũng phải tiêu diệt được ngươi." Ông lấy ra một bức tranh cổ, bên trên có vẽ một vị đạo sĩ rất già, râu tóc bạc phơ. Nguyên Sinh ném bức tranh lên trời, lưỡi cắn phun ra một búng máu tươi vào cây kiếm, rồi chỉ lên trời mà đọc chú: "Cẩn mời tổ sư giáng lâm, đệ tử bất tài không tiêu diệt được quỷ dữ." Một luồng ánh sáng từ bức tranh bắn ra chói lọi. Một lúc sau, từ trong tranh một vị đạo sĩ già bước ra. Ông cất giọng thâm trầm nói: "Trùng yểm, La sát, Nguyên Sinh à, sao con lại chọc phải hai thứ này chứ?" Nguyên Sinh cúi mình hành lễ trước sư tổ rồi đáp lời: "Thưa sư tổ, con đến đây để giúp một ân nhân xưa kia cứu mạng con, nhưng không ngờ lại gặp phải thứ này gây nghiệt đó." Vị đạo sĩ già gật gật đầu rồi quát lớn: "Kiếm tới!" Thanh kiếm từ tay Nguyên Sinh tự động bay tới tay ông. Ông quát lên: "Yêu nghiệt, hôm nay gặp ta thì cúi đầu chịu trói đi. Ngã Phật từ bi, mau quay đầu là bờ." Nói rồi hai bên lao vào giao chiến. Vì đạo sĩ già chỉ là tàn hồn, nhưng thân pháp vô cùng nhanh lẹ. Mỗi kiếm chém ra đều cho khuôn mặt quỷ kia kêu lên từng tiếng đau đớn. Dần dần nó bắt đầu mờ nhạt và có vẻ bại đuôi, nhưng nó vẫn cố chấp lao tới tấn công đạo sĩ già. Cuối cùng ông ta chém một đường kiếm phân đôi khuôn mặt quỷ ra, một nửa lập tức tan biến, còn một nửa thì nó chạy lẫn vào trong màn đêm. Vì đạo sĩ già toan đuổi theo thì bỗng chân nghe một tiếng học phát ra. Ông quay lại, quá ra là để gọi ông ra. Nguyên Sinh đã dùng linh lực duy trì cho bức tranh, và bây giờ thì Nguyên Sinh bị thương cho nên linh lực cạn kiệt học máu tươi. Tàn hồn của vị sư tổ dần dần mờ đi. Trước khi biến mất, ông căn dặn: "Đốt cái xác đi. Tuy trùng yểm chạy thoát nhưng không sao, chỉ cần gia chủ làm lễ thay tên, đổi họ, chuyển đi nơi khác là được." Sau khi vị sư tổ biến mất, đạo sĩ Nguyên Sinh đào cái xác của cô Diễm lên. Cái xác vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Ông nhìn thấy trên ngực của cô ta còn có một hình xăm mờ nhạt, nhưng vẫn nhận ra được đó chính là khuôn mặt quỷ mà ông đánh nhau từ nãy tới giờ. Nguyên Sinh lấy ra một lá bùa độc chú rồi ném vào cái xác. Cái xác bốc cháy lên dữ dội, kèm theo một mùi hôi thối vô cùng. Bên trong còn có tiếng gào thét đau đớn căm phẫn phát ra. Một lúc sau lửa tàn đi, nơi đó chỉ còn lại một đống tro đen. Nguyên Sinh lại đào bên cạnh ra một bộ xương đứa con của cô Diễm.
Ông lấy một tấm vải đỏ bọc nó lại, rồi lắp xuống cái hố vừa đào. Vừa làm, miệng vừa đọc chú vãng sanh. Xong việc, Nguyên Sinh thất thiểu trở về nhà của lão Dận. Trời bắt đầu sáng, lão Dận thấy ông quay về, trên người nhúm đầy máu thì lo lắng vô cùng. Lão định nói cái gì đó thì vị đạo sĩ lên tiếng trước. Chuyện này xong rồi, tuy chưa giải quyết triệt để nhưng cũng đã yên ổn. Ân tình năm xưa cứu mạng tôi cũng đã trả hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách nhà ông làm lễ thay tên, đổi họ, di dời đi nơi khác thì mới thoát ra khỏi được lời nguyền này. Tôi xong chuyện ở đây rồi, cáo từ. Sau này nhớ bảo trọng đó. Nói rồi, Nguyên Sinh vào bên trong lấy tay nải của mình rồi ra đi. Chỉ còn lại lão Dần đứng nhìn theo, cho đến khi vị đạo sĩ khuất bóng mới buồn bã quay vào trong nhà. Một tuần sau, cả nhà lão Dần từ con ruột cho tới con dâu tập trung tại từ đường của nhà họ Trần. Lão Dần quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên, liên tục dập đầu tới bật máu ra. Rồi lão nói: Kính thưa tổ tiên, đứa con, đứa cháu bất hiếu này không biết dạy con, gây ra đại họa cho cả dòng họ. Giờ đây không còn cách nào khác, con xin phép từ bây giờ không mang họ Trần nữa, để giữ lại chút hương quả sau này. Kính mong tổ tiên trên trời tha thứ cho đứa con tội đồ này. Nói xong, lão Dần lại dập đầu mấy cái nữa. Mấy đứa con cũng vậy. Sau khi hoàn tất xong xuôi, lão nói: Đêm nay chúng ta rời khỏi trấn Lâm Hoa, kể từ bây giờ chúng ta không còn là họ Trần nữa. Đêm đó, nhà lão Trần rời đi không một tiếng động. Cả trang viên nhà lão giờ đây không có một bóng người. Vài ngày sau, người trong trấn mới phát hiện ra nhà lão Trần vườn không nhà trống. Chẳng ai biết vì sao họ lại bỏ đi nơi khác. 3 tháng sau, trưởng trấn mới được lập ra. Ông ta cho phá bỏ bức tượng phân chia trấn nội với xóm đối. Con mương cũng được lấp đi. Người ngoài xóm đối không còn bị kỳ thị nữa. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập truyện ngắn Truyện ma dân gian Lời nguyền tuyệt tự của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.